Rồi tiếp tục, hôm nay em xin lên một cây cưa xăng ha. Con này là thương hiệu của Komatsu Yanot, mã số là GZ381. Con này hợp tác với thương hiệu của Husqvarna ha, để mà sản xuất con này. Mấy anh sẽ thấy tem là ma đề núi xây nè, Husqvarna Yanot nè ha. Con này sử dụng động cơ của con Husqvarna 135 nha. Con này là khai thác tầm trung, nồng bãi bê tông là 41 ly. Đó, máy cực kỳ khỏe luôn. Máy nồng đứng tua nhanh ha, bô xả nằm phía trước nè. Đó, nồng đứng này vòng tua máy sẽ cao không mấy năm. Con này là đời 2016 giùm em ha. Đó. Rất là VIP, con này nó có trợ lực luôn nè, bơm xăng phụ đầy đủ luôn ha. Đó, rất là dễ nổ. Đây, mấy anh sẽ thấy cái nồng nó có cái logo của Husqvarna chữ H luôn nha, rất là đẹp. Hàng Husqvarna sản xuất thì rất là VIP rồi, cực kỳ chất lượng luôn. Nam xích em này là dài 45 cm, nó chạy xích chung 325, đã lên xích mới cho mấy anh rồi. À, con này mấy anh muốn cưa gỗ to thì có thể lắp la làm dài thêm ha. Con này có thể kéo được 56 luôn nha. Ở máy này tầm trung rồi, rất là khỏe, kéo 56 vẫn ok. Ở máy bao rin 100% hết, đã nổ ok rồi. Mấy anh về cho việc đổ xăng pha nhớt vào là sử dụng luôn. Đó, rất là dễ nổ. Con này sử dụng e gió nè, e gió tự động ha. Đó, rất là VIP. Con này full hết chức năng. Rồi, máy đang ở Tân Châu, An Giang ha. Anh nào muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em ship hàng toàn quốc luôn. Phụ kiện bên em có sẵn đầy đủ ha. Sau này mấy anh cần món gì thì cứ nhắn tin cho em. Đó, máy em bán ra là bao phụ tùng có sẵn hết. Rồi, em cảm ơn.